Triều Tiên cho rằng các cuộc tập trận quân sự chung của Mỹ với Hàn Quốc và Nhật Bản đang đẩy khu vực đến gần hơn với một cuộc xung đột vũ trang. Hôm 19 tháng 5, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang bên bờ vực bùng nổ xung đột, mô tả các cuộc tập trận do Mỹ dẫn đầu mang tính chất ngày càng nguy hiểm. Theo KCNA, Bình Nhưỡng coi các cuộc tập trận giữa Mỹ với Hàn Quốc và Nhật Bản được lên kế hoạch nhằm mô phỏng kịch bản chiến tranh. Đây là mối đe dọa đối với an ninh của Triều Tiên. Một cuộc tập trận nhằm hủy diệt một cường quốc hạt nhân là hoàn toàn viển vông, KCNA cho biết, đề cập đến kho vũ khí chiến lược của Triều Tiên. Quyền hợp pháp của một quốc gia có chủ quyền là trang bị cho mình các phương tiện tự vệ mạnh mẽ hơn để đối phó với tình hình nghiêm trọng hiện nay và các mối đe dọa trong tương lai, KCNA cho hay, đồng thời cảnh báo Washington và Seoul sẽ đối mặt với các phản ứng tương ứng. Yonhap đưa tin, tuần tới, Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật kết hợp lớn nhất từ trước đến nay để kỷ niệm 70 năm ngày thành lập liên minh và 75 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang Hàn Quốc. Cuộc tập trận được chia thành 5 giai đoạn, diễn ra từ ngày 25 tháng 5 đến 15 tháng 6. Tập trận Mỹ và Hàn Quốc sẽ có sự tham gia của các máy bay chiến đấu F-35A và trực thăng tấn công AH-64 Apache, cũng như xe tăng và nhiều bệ phóng tên lửa. Mỹ nhiều lần khẳng định các cuộc tập trận của Mỹ với Hàn Quốc thể hiện cam kết của Washington trong việc bảo vệ đồng minh của mình trước một cuộc tấn công tiềm tàng của Triều Tiên. Thời gian gần đây, Triều Tiên tăng cường năng lực quân sự với việc liên tục thử nghiệm tên lửa. Tháng trước, Bình Nhưỡng công bố đầu đạn hạt nhân mới với kích thước thu nhỏ, thử nghiệm tàu lặn không người lái có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có tầm bắn bao trùm lãnh thổ Mỹ. Theo Soha, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.